Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Guitar Zone. Ở video này chúng ta sẽ cùng đến với bài luyện ngón số 19 trong series 20 bài luyện ngón mình làm về luyện ngón guitar. Ở bài số 19 này chúng ta sẽ sử dụng 3 kỹ thuật. Một là hammer-on, hai là pull-off và ba là slide. Bài số 19 này chúng ta sẽ chơi bắt đầu từ dây số 6, ngăn 1 hoặc ngăn 4. Ban đầu chúng ta sẽ hammer-on từ 1 lên 4. Sau đó xuống dây 5, hammer-on 1 lên 3. Tương tự cho dây 4. Tương tự dây 3. Dây 2, hammer-on 1 lên 4. Dây 1 chúng ta phải chơi kết hợp hammer-on, slide và pull-off. Hammer-on 1 lên 4. Sau đó slide lên 5. Pull-off về ngăn 2. Mình sẽ đánh mẫu lại một lượt. Một lần nữa. Tiếp theo, lên dây số 2, pull off. Khi đánh về chiều đi lên từ dây 1, dây 2, dây 3, dây 4, dây 5, dây 6, chúng ta sẽ đánh pull off. Còn khi đánh từ trên xuống thì chúng ta phải đánh hammer on. Dây 2, pull off từ 5 về 2. Dây 3, pull off 4, 2. Tương tự dây 4, dây 5. Lên dây 6, pull off từ 5 về 2. Và tương tự như vậy các bạn hãy đánh cho đến hết cần đàn. Sau đây mình sẽ đánh mẫu một lượt cho các bạn bằng metronome. Mình sẽ để metronome ở tempo là 50, nhịp của bài này ở 3-4. Các bạn có thể xem video mình gắn tab ở phía dưới này để tập theo mình, hoặc các bạn có thể download phần tab mình để trong phần mô tả video để tập với metronome ở nhà cho phù hợp với tempo của các bạn nhé. 1 2, 3, vào, hammer-on. Tiếp tục hammer-on. Pull-off. Tương tự như vậy các bạn hãy đánh cho đến hết cần đàn. Và đó chính là bài luyện ngón số 19. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở phía dưới cho mình nhé. Nếu bạn thích video này hãy ủng hộ mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên ấn vào quả chuông để nhận những video mới nhất từ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.